Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết sự thật trùng mình về rắn thần báo án ở Thái Nguyên, sự tồn tại của rắn thần trong ngôi đền Long Khánh Từ thuộc xã Ký Phú, Đại Từ ở Thái Nguyên với những lời đồn ma quái chết chóc làm cho người nghe vô cùng trùng mình. Câu chuyện được ông Lê Văn Thử, thử từ của ngôi đền Long Khánh Từ và nhiều người dân trong vùng gặp được hai thần rắn xuất hiện trong ngôi đền càng trở nên kỳ bí hơn khi vào cuối những năm 1968, tại khu vực xã Ký Phú xuất hiện một trận hạn hán kéo dài, khiến cho ruộng đồng khô hạn và nứt nẻ không thể trồng cấy được bất cứ thứ gì Bí quá người dân chẳng biết than ai đành tụ họp nhau lại để mua lễ đến đền long khánh từ cầu cho các thần linh ban mưa thuận gió hòa để người dân được trồng cấy sau khi khấn vái thần rắn xong người dân xã ký phú mới ra trước cửa đền cùng tế nước và tạo mưa giả sau đó vào ngôi đền nhỏ gần đó để thắp hương cầu khấn ngay đêm hôm đó trời nổi gió và mưa to kéo đến kể từ đó người dân thường xuyên mang lễ vật đến đền long khánh từ để thắp hương sau đó đền được mọi người tu sửa một cách khang trang cứ khi nào gặp hạn hán, người dân cả vùng lại kéo nhau vào đây để tái nước cầu mưa. Không dừng lại ở đó, từ sau khi ông Thử diễn kiến rắn thần lần đầu tiên vào năm 1968, đã có hàng loạt những hiện tượng lạ xảy ra xung quanh ngôi đền. Theo lời của ông Thử, vào năm 1970, con ông Mã Điền ở xóm chuối đi chăn trâu đến gần ngôi đền không có cửa. Thấy bên trong có hoa quả người dân đem đến thờ cúng, nên đã cả gan vào trộm. Đến tối khi về nhà, đứa bé này bỗng dưng đau bụng dữ dội và tới đêm thì qua đời mà không ai rõ lý do. Chỉ khi đến sự việc xảy ra gần được một tháng, những đứa trẻ trong vùng mới kể cho nhau nghe về sự việc, đem hương hoa đến đền Long Khánh Từ để cầu khấn và mong thần linh phù hộ, cho linh hồn những đứa con tội lỗi sớm được siêu thoát. Ông Thử cũng kể thêm câu chuyện về người từng phạm đến đền thiên, phải chịu tội. Ở ngôi đền cũ có cây đa rất to, đến khi phải ngã thì cây có tuổi thọ là 52 năm. Ngoài ra còn có hai cây lựu cao khoảng 18 mét. Năm đó có một người đàn ông tên là Thức làm bên Thủy Lợi, không hiểu vì lý do gì đã chặt cho hai cây lụ đổ về phía đền. Lạ thay khi cây lụ ngã đổ thì một cơn gió thổi mạnh đẩy cây rạp về phía bờ suối. Người đàn ông sau khi về nhà mấy ngày thì tự treo cổ. Bản thân ông ta ngay tối hôm đó cũng uống thuốc sâu tự tử. Bao năm qua người dân nơi đây vẫn còn nhớ câu chuyện này. Đến khi đền Long Khánh Từ được chuyển về khu đất của ông Lê Văn Thử, tất cả các bác hương cũ có từ thế kỷ thứ 17 cũng được chuyển về đây. Vào một đêm năm 1998, người đàn ông trong làng do bí tiền quá đã đến ngôi đền này lấy trộm bát hương đem bán. Ông thử cho biết việc không giữ im lặng và nghĩ rằng thần linh sẽ tìm ra người này. Quả nhiên là hai ngày sau khi đền Long Khánh Tự mất bát hương, thì một người đàn ông trong vùng bỗng nhiên lăn đùng ra ốm. Gia đình mang đi khắp các viện lớn nhỏ để chữa trị nhưng không tìm ra bệnh. Trong khi đó, người đàn ông lúc này lúc tỉnh lúc mê, nhiều khi còn nói năng nhảm nhí, xưng mình là thần thánh giáng trần, Lúc này ông thử đến gia đình hỏi rõ sự tình và khuyên cho người đàn ông thú nhận rồi đem bác Hương trả. Hôm sau gia đình họ mang bác Hương đến đền để trả. Mượn thầy về cúng suốt 3 ngày 3 đêm ở ngôi đền thì anh ta mới hết bệnh. Ông thử cho biết. Vào năm 1997 khi chính quyền trong vùng bắt đầu khởi công việc xây dựng hồ chứa nước, đã có một đám công nhân đến đây dựng lán ở một suốt thời gian dài. Theo những câu chuyện được truyền miệng, khi đám công nhân tiến hành dỡ bỏ đền Long Khánh, thì đôi rắn thần bất ngờ đã bò ra. Có một số công nhân thấy thế liền vắt cuốc sản, đuổi bắt nhưng không được. Đến tối khi đám công nhân này đã tắm rửa và bắt đầu nghỉ ngơi, kết thúc một ngày làm việc vất vả thì bất ngờ ngôi láng bị sập, khiến cho một công nhân tử vong. Điều làm cho mọi người cảm thấy kinh hãi là nạn nhân chính là người đầu tiên phát hiện ra đôi rắn và cố đuổi bắt đôi rắn nhưng không được. Từ đó đám công nhân sợ quá phải nghỉ làm mấy ngày liền có người đã phát ốm, không dám làm ở công trình vai miếu nữa. Nỗi sợ hãi về việc bị rắn thần trừng phạt phạm phải đất thiên tiếp tục được nối dài đến năm 2002. Một thanh niên tên là Thắng ở xóm gió xã Ký Phú đến vai miếu tắm lúc trưa, nhưng rồi cũng không thấy về. Người thân và bà con hàng xóm cũng đi tìm xác nạn nhân nhưng không thấy. Sau 3 ngày, dân làng thấy được xác nạn nhân nổi lên ở một vị trí chính giữa của chân hồ. Tiếp đến năm 2005, một người đàn bà tên là Tình lội qua suối để sang bờ bên kia đi bộ về nhà. Đi đến giữa suối thì bất ngờ nước từ trong nguồn ào ra cuốn trôi bà đi. Bà con nhân dân trong xóm phải thép đèn đóm đi tìm. Mọi nỗ lực tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng thì may sao một thanh niên trong xóm lặn xuống, thấy xác của bà mắc ở một gốc cây khô ở dưới lòng hồ. Nơi đây chính là nền móng của ngôi đền Long Khánh Từ trước đây. Để biết thực hư về những lời đồn thổi, một người đã đại diện chính quyền địa phương trao đổi với phóng viên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ký Phú cho biết, chuyện rắn xuất hiện trong đền là do người trong coi chứng kiến, chuyện những người dân trong vùng truyền tai nhau về rắn thần ở Long Khánh Từ là có thật. Còn chuyện có phải rắn thần hay không là không phải, vì nhiều khi tình cờ rắn bò vào đền. Ông Đường đã giải thích thêm, những lời đồn ma mị thần thánh bắt mỗi người mỗi năm ở vai miếu, chuyện thần thánh bắt người ở hồ vai miếu mỗi năm là hoàn toàn không có sự thật. Chuyện người thanh niên tên Thắng chết đuối năm 2002 ở hồ là do anh bị mắc bệnh tâm thần đến hồ tắm nhưng do không biết bơi nên bị ngã xuống chết đuối. Trường hợp của bà Tình thì chết ở hồ, do khi đi hái chè trong núi về, thời gian đó trời hay mưa, nước lũ từ đầu nguồn đổ ra bất ngờ khiến cho bà Tình bị nước cuốn trôi. Một vị giáo sư chuyên gia đầu ngành về động vật học của Việt Nam cho biết, ở nước ta có 3 loài rắn độc, hình dáng bên ngoài có thể giống và có thể nói nôm na là rắn có màu. Nhiều khả năng loài rắn này đã có mặt tại Hà Nội và Hưng Yên. Giáo sư khẳng định những loài rắn này là cực độc, độc nguy hiểm cho con người. Loài rắn này có giá trị nghiên cứu khoa học và số lượng rất ít để ghi vào sách đỏ. Mức độ đe dọa tuyệt chủng là loại E. Bởi vậy, rất ít người nhìn thấy nó trong tự nhiên. Những loài rắn độc kể trên có hình dạng kỳ quái. Đầu rắn có vết sừng cưa cao hay mũi hết cao như mũi màu khiến cho người cảm thấy có cảm giác ớn lạnh khi tiếp xúc ba loại kể trên đều cực kỳ độc ánh mắt nhìn tập trung của con rắn có khả năng thôi miên nó làm cho con mồi bị nhũng ra và không còn có khả năng kháng cự được nữa ngay với con người khi gặp cái nhìn tập trung vào loài rắn này cũng có thể bị ngất khi gặp rắn lạ hiếm mà sợ quá và ngất xỉu họ tưởng tượng ra sự thần thánh là điều dễ hiểu cũng theo vị giáo sư này những loài rắn cực kỳ độc thích chui vào trong đền miếu và hốc cây cổ thụ nơi yên tĩnh để trú ẩn những loài rắn độc sống ở những nơi linh thiêng là không phải chuyện lạ nhưng với những người đến cầu khấn ở nơi linh thiêng miếu thường đang có trắc trở về tâm linh họ thường muốn thỉnh cầu một điều gì đó ở thần linh tình cờ họ nhìn thấy một trong số những loài rắn độc có hình thù kỳ quái sẽ nghĩ là ngài đang hiển linh còn loài rắn mà theo những lời đồn đại về rắn thần có ở lớp ngũ sắc có màu sắc sặc sỡ như màu gà đa phần là sự tưởng tượng thần hồn nát thần tính sợ bóng sợ gió giáo sư đã nói trên internet có lưu truyền một bức ảnh con rắn màu xám vàng có cái màu đỏ chót trên đầu như màu gà, nhiều khả năng là sản phẩm của công nghệ chỉnh sửa ảnh. Nhiều người dân đã từng chứng kiến một con rắn có màu ở miền Bắc nước ta, rất có thể đó là loại rắn lục voi, có tên quốc tế là Vidabe. Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, giám đốc Trung tâm điều tra dư luận xã hội cho biết, đó là chuyện đồn thổi, người ta cố tình dựng lên để đẩy sự tập trung của mọi người vào sự tín ngưỡng nào đấy, hoặc chỉ đơn giản là tạo ra sự hấp dẫn, bịa đặt như sự thật của câu chuyện hoang đường. Gần đây nhất là những tin đồn thổi xung quanh việc rắn thần có màu nhập vào một người ở Uy Nổ, xã Uy Nổ, huyện Đông Anh, Hà Nội vào cuối năm 2010, làm xôn xao dư luận, thực chất đã được các nhà khoa học chứng minh đây chỉ là những tin đồn hoang tưởng, đánh vào tâm lý mê tín. Trong tín ngưỡng dân gian nhiều nơi có miếu thờ tử xà, mãng xà lại là chuyện khác, nhưng tục thần thần thánh tập tục đã có từ lâu đời trong tâm linh của người Việt, những câu chuyện về sự xuất hiện của loài rắn luôn mang đậm màu sắc huyền bí dù là có hay không những câu chuyện kỳ bí ấy thì chúng ta vẫn nên lưu giữ nét văn hóa tâm linh độc đáo để răng dạy cho con cháu về sau phải biết tôn kính những di tích lịch sử đền thờ miếu mạo mà không được dám xâm phạm ngoài ra những câu chuyện như thế còn có mục đích hữu hiệu trong việc răng dạy đời sau ví như một đứa trẻ con không nghe lời người nhà có thể đưa ra câu chuyện về rắn thần xuất hiện ở những ngôi đền linh thiêng để răng đe cháu bé rằng không biết nghe lời sẽ đi vào khuôn mẫu chuẩn mực đạo đức của xã hội